Chào mừng quý vị và các bạn đến với hành trình thân khỏe tâm an, khỏe mạnh từ tâm. Và đến với hành trình này, ngôi nhà Love and Light mong muốn đem đến cho các bạn năm giá trị. Giá trị đầu tiên đó là hiểu biết về chính mình. Có hai ngày quan trọng nhất trong đời bạn. Một là khi bạn được sinh ra, hai là khi bạn biết được tại sao. Và giá trị thứ hai đó là làm chủ về sức khỏe. Bởi vì với một câu nói của một vị thánh nhân là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Giá trị thứ ba đó là cân bằng về giá trị sống, một đời sống hạnh phúc và thịnh vượng. Giá trị thứ tư là nuôi dưỡng về tình yêu thương, bởi vì sống là để yêu thương. Và giá trị thứ năm đó là về bình an, bởi vì khi tâm an thì vạn sự an. Và ngôi nhà tình yêu và ánh sáng này với mong muốn là giúp cho tất cả chúng ta được mở rộng hiểu biết, mở rộng trái tim để chia sẻ về lối sống thân khỏe tâm an, và để chia sẻ tình yêu thương thông qua nhân bản giá trị sống theo lối sống thân mạnh, tâm tịnh và trí thông, và sống một đời sống cân bằng, thực hành lối sống tối giản, tích cực, chủ động và cân bằng để hướng đến một đời sống thực sự có thân khỏe và tâm an. Và xin mời các bạn cùng theo dõi một thông điệp của chúng tôi.
Dạ vâng, nụ cười là con đường ngắn nhất giữa hai tâm hồn. Như ông bà ta đã có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì vậy, đây là thông điệp đầu tiên mà Love & Life mong muốn gửi đến quý vị. Chúng ta hãy cùng dành cho nhau một nụ cười nhé. Và khi mà chúng ta đến bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng cần sẽ có thống nhất với nhau một số cái nguyên tắc và tiêu chí để mình cùng đồng hành cùng nhau. Thì nguyên tắc đầu tiên Minh An xin được đề cập đến đó là nguyên tắc 100%. Thứ nhất là 100% chúng ta cần đúng giờ. Thứ hai đó là 100% chúng ta cần đủ nội dung với nhau để chúng ta có thể hiểu hết những gì mà chúng ta muốn trao cho nhau. Và thứ ba là 100% chúng ta đón nhận như một đứa trẻ. Và về nguyên tắc 4 có, Love & Life mong muốn gửi đến quý vị thông điệp thứ nhất đó là chúng ta là một. Bởi vì chúng ta là một, chúng ta làm mọi thứ cùng nhau. Và nhớ là hãy chăm sóc mình và người bên cạnh mình hiện tại nha. Thông điệp thứ hai là nụ cười là chìa khóa để mở cửa mọi trái tim. Hãy luôn luôn mỉm cười với mọi người vì nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai trái tim. Và thứ ba đó là hãy sẵn sàng lắng nghe bằng cả trái tim mình. Khi mà nghe thì bạn sẽ biết, nhưng khi bạn lắng nghe thì bạn sẽ hiểu, và hiểu được thì bạn sẽ thương. Và giá trị thứ tư đó là chia sẻ hạt giống yêu thương. Cho đi một giọt nước, nhận lại một đại dương. Vì chia sẻ chính là tình yêu thương. Và nguyên tắc cuối cùng đó là nguyên tắc 30. Chúng ta hãy không ồn ào, không gây khó xử cho người khác, cũng như không nói lời tiêu cực. Bởi vì tất cả chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với bản thân mình. Vậy thì hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được. Và bây giờ thì xin mời các bạn, quý vị và các bạn đến với chương trình.